đúng chưa? Chỉ khi nào 60 đến 80 mình mới chọn hai vậy thôi, nhớ nha. Rồi ở đây 100 đến 120 mình chọn ý 3 luôn, thấy chưa? Chỉ khi nào 60 đến 80 là chọn gì? Sao thầy không chỉ lấy 80 trừ 30 cho dễ? Trừ chi vậy? Vô rảnh que ngồi rồi lấy số này trừ số kia. Người ta lúc nào cũng chọn đáp án 3 hết trơn, chỉ gặp số 60, 80 chọn đáp án 2 nhanh gọn lẹ. Mất công vô ngồi trừ rồi những người ta cộng trừ yếu rồi sao? Lấy 120 thì trừ 30 ra 95 rồi sao? Chưa tính tới đường đó hả? Rồi ok, ở đây là 60, mình chọn ý 3 luôn, khỏi suy nghĩ gì hết. Chỉ khi nào mình gặp 60 thì chọn ý 2, thế thôi. Nhớ nha anh em. Rồi, làm sao? Khi đi trên đường khi nào giảm tốc độ? Khi gặp biển báo nguy hiểm thì giảm tốc độ, đúng chưa? Rồi, khi gặp nguy hiểm thì mình giảm tốc độ, vậy thôi, thế thôi. Rồi, khi sao? Người lái xe phải giảm tốc độ khi nào? Khi xe sau xin vượt và phải đảm bảo an toàn thì mình phải giảm tốc độ, đúng không? Quá chính xác. Bán em sách thầy đây, mua sách thì cứ nhắn tin Zalo tí xíu thì ghép nha, tại đông bạn quá thì thầy ghép chưa có kịp được nghe, bạn thông cảm nha, tí xíu tắt like thầy sẽ ghép hết. Rồi ở đây anh em 600 câu, anh em chỉ cần thấy phương tiện giao thông đường sắt hoặc là đường ưu tiên hoặc là dùng thanh nối cứng là chọn liền, không bao giờ sai. Nhớ nha, đáp án này là đáp án luôn luôn đúng, chọn phương tiện giao thông đường sắt là lụm liền. Rồi ở đây thấy câu hỏi nó hỏi là các phương tiện tham gia hoạt động đường sắt, hiệu lệnh nè, đèn đỏ nè, còi nè, đúng không? Hiệu lệnh, đèn, còi có đủ hết thì mình chọn đáp án tất cả các ý trên. Em nhận sách rồi, học ok. Ok bạn, cảm ơn bạn. Rồi thấy đáp án chữ không được phép, đúng chưa? Thì mình chọn không được phép. Trước khi mình thay đổi đáp án hay không, mình nhìn coi thử có phải hai câu ngoài lệ không? Không phải. Câu thứ nhất là câu trên đường cao tốc, câu thứ hai là câu xe cảnh sát không phát tín hiệu ưu tiên. Không phải, hai câu đó thì mình để luôn, khỏi sửa đáp án chi cho nó mệt mỏi nhức đầu. Anh em chia sẻ like, thả tim giúp bài đi anh em. Quyêu tổ kìa, trời đất ơi á, giận tím ngừ luôn á. Rồi ở đây cái tác dụng của mũ bảo hiểm để làm gì anh em? Mũ bảo hiểm thì để giảm chấn thương vùng đầu, đơn giản. Câu này đứa nít nó đọc nó cũng vẫn hiểu hay anh em, nhớ nha. Rồi câu 147, anh em chỉ cần thấy hành vi nào bị nghiêm cấm.